Tối ngày mùng 1 tháng 8, tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Ban Thường vụ huyện ủy Hưng Hà phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Tỉnh đoàn Thái Bình, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức đêm gala tiếp nối truyền thống khát vọng vươn lên năm 2024. Chương trình hướng tới kỷ niệm 298 năm ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, đồng thời vinh danh các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, cũng như học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt trên địa bàn huyện Hưng Hà. Mảnh đất Hưng Hà từ lâu đã có truyền thống văn hóa, văn hiến và cách mạng kiên cường. Đây cũng là quê hương của nhà bác học Lê Quý Đôn, kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm, trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, là nơi phát tích và dựng nghiệp của Vương Triều Trần, một trong những vương triều cường thịnh nhất trong lịch sử dân tộc. Tiếp nối truyền thống hiếu học, các thế hệ học sinh của huyện đã không ngừng phấn đấu và thi đua trong học tập. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, số học sinh đạt tổng điểm 3 môn vào đại học các khối thi là 641 em, tăng 385 em so với năm 2023. Thủ khoa các khối thi của huyện là 13 em, tăng 8 em so với năm trước. Năm nay có 3 cái mới. Mới thứ nhất là quy mô gần 800 cháu, vượt gấp 3 lần ban đầu, gấp hết 300 với lần thứ hai. Nhưng điều quan trọng nhất là có 40 đảng viên tuổi 18, vượt 38 cháu so với năm ngoái. Đấy là những con số mà chúng tôi xác định được là ấn tượng. Nhưng điều quan trọng nhất là mô hình này sẽ mãi mãi nằm thương hiệu ở khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Đặc biệt, 39 học sinh lớp 12 đã được kết nạp vào Đảng năm 2024. Đây là lần thứ 3 gala được tổ chức nhằm vinh danh các học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Điều này sẽ khích lệ các em tiếp tục phấn đấu, làm giàu thêm truyền thống văn hiến của vùng đất cổ Hưng Hà. Dạ, năm qua thì em đạt được 27 điểm trung học phổ thông quốc gia, 3 khối là khối A00, A01 và khối D07. Ngoài ra thì em có thi thêm đánh giá năng lực và đạt được 95 điểm. Em có thi IELTS và đạt được 6.5. Và ngoài ra thì em còn đã được kết nạp đảng năm em vừa tròn 18 tuổi. Buổi gala hôm nay thực sự là một cái niềm vinh dự sâu sắc đối với em khi mà được tham dự cái chương trình này. Bởi đây là một cái truyền thống lâu đời của Hưng Hà. Từ những năm trước em cũng đã được là khách mời để được xem các anh chị lên nhận giải, và đấy là một cái nguồn động lực rất là sâu sắc đối với em để cố gắng để được đứng hôm nay ở đây và ngày hôm nay. Tại gala nối tiếp truyền thống khát vọng vươn lên, 641 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 đến 2024 đã được tuyên dương. Đại diện Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã trao học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023 đến 2024. Gala nối tiếp truyền thống khát vọng vươn lên lần thứ 3 cùng với sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy Hưng Hà, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô, Tỉnh đoàn Thái Bình, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ góp phần khuyến khích các em tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao, nuôi dưỡng ý chí, khát vọng làm rạng danh quê hương, đất nước, khẳng định và phát huy truyền thống hiếu học và hào khí Đông A của vùng đất cổ Hưng Hà từ ngàn đời nay.